các mẹ, lại là mẹ bác đây. Lâu lắm rồi chưa lên video mới cho các bạn xem đây ạ. Mình đã nhận được rất nhiều comment hỏi rằng trộm vía hai tháng nay bác gạo trông lớn mà phúng phính hơn hẳn, có bí quyết gì không? Thú thực với cả nhà, bác nhà mình thực chất là thuộc tiếp thấp còi và nhẹ cân ấy. Bản thân mình cũng từng rất lo lắng và mất khá là nhiều thời gian tìm tòi, đầu tư vào chế độ dinh dưỡng, kết hợp các loại sữa tăng cân khác nhau. Trong những loại sữa trước đây, đa phần mình thấy bác không tăng cân hoặc tăng cân không đáng kể, nhưng bé lại thấy khó chịu khi đi vệ sinh, vì vậy mình đã rút ra được. Tiêu chí quan trọng nhất khi chọn sữa cho con không phải chỉ là nhiều dưỡng chất nhất có thể, mà còn phải tích hợp khả năng hỗ trợ tiêu hóa để thúc đẩy khả năng hấp thụ và chuyển hóa dưỡng chất ngày một tốt hơn. Và mình đã tìm thấy Care100Go đang cứu cánh cho hai bé nhà mình vượt ải thấp còi thành công. Care100Go mình thấy dùng khá là ok la. Mình tin dùng sữa cho các con bởi vì Care100Go có công thức được chứng minh lâm sàng tăng cân sau 2 tháng nhờ công thức cao năng lượng 120 kcal trên 100ml. Bộ ba dưỡng chất vitamin D3, canxi, phosphor giúp hệ xương chắc khỏe phát triển chiều cao vượt trội. Nhờ thế khi kết hợp với các hoạt động thể thao, con tăng chiều cao thêm đáng kể. Hơn vậy, mỗi khi thay đổi thời tiết đột ngột, sữa non 24 giờ nhập khẩu từ Mỹ có trong sữa giúp tăng kháng thể tự nhiên giúp con đỡ ốm vặt hẳn. Và sau cùng, như mình có nói, sữa không chỉ giải quyết vấn đề tăng cân cho bé, chất xơ phốt cùng với chất béo MCT hỗ trợ tiêu hóa, giúp trẻ hấp thu tối đa dưỡng chất không lo táo bón. Mỗi khi cho bé đi chơi, đi học hay là đi vui chơi ngoài trời với các bạn, mình đều mang thêm sữa pha sẵn làm bữa phụ bổ sung dinh dưỡng cho bé, dạng này được sự tiện lợi, đi chơi xa mang theo là bớt được hộp sữa to lình kính luôn. Bác nhà mình dùng được gần 2 tháng, tăng được 1 cân rồi đó các mẹ ạ. Một người mẹ có con thấp còi như mình thì con tăng cân và luôn khỏe mạnh là một điều mình cực kỳ mong muốn. Mình đã nhận ra rằng không có sữa tốt nhất mà chỉ có sữa hợp với con nhất thôi. Vậy nên các mẹ đừng mất kiên nhẫn và đừng ngừng tìm hiểu thông tin, kiến thức để có thêm lựa chọn thông minh cho bé nha.